Ở nhà không khó. Ở nhà vui banh nóc cùng nhà đậu. Tập cùng các chị. Ở nhà một mình nhưng không buồn. Chát bùm bùm, chát bùm bùm, chát bùm bùm. Hăng lên nào. Chưa đổi động tác gì cả. Chưa hăng bằng các chị đâu. Xin chào tất cả mọi người, đây là một chiếc vlog của gia đình Đậu với sự đồng hành của Shopee cùng khẩu hiệu là ở nhà không khó, có Shopee. Chào các bạn, mình là Duy. Mình sẽ ở nhà với bé Gia Huy và chăm sóc những chú kim quy. Còn mình là Thương, mình có kỷ cương và mình sẽ không đi ra ngoài đường. Ok. Như mọi người đã biết là thời gian vừa qua chúng ta đều phải hạn chế đi ra ngoài đường đúng không? Và các bạn học sinh này, sinh viên này cũng đã phải nghỉ học một thời gian rất dài rồi. Nhưng mà tuy nhiên mình đều biết là mọi người ở nhà rất là năng nổ với các hoạt động có ích nhá. Đấy chính là nhờ xem mạng xã hội ấy, mình cũng biết được mọi người khoe những cái thành tích của mình này, những cái hoạt động hữu ích ở nhà này. Đấy, đấy là một cái điều rất là thú vị. Và ở nhà thì cũng không hề chán một tí nào nếu như chúng mình biết tìm cách tạo cái niềm vui cũng như là tìm cách tham gia những cái hoạt động có ích trong gia đình ấy, thì đấy cũng sẽ rất là vui luôn. Và bây giờ thì mình sẽ vào đánh thức Đậu dậy nhá. Và mọi người hãy theo dõi xem là ngày hôm nay ở nhà thì gia đình Đậu có những cái hoạt động gì nhá. Dậy đi chơi. Tan 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 tan. Mở cửa ra cho ánh sớm vào phòng, hãy cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có cô chim quyết khen là vui quá, cùng nắng sớm ô má ai cũng hồng. A few moments later. Ăn sáng nhé. Con yêu ơi. Con ăn sáng nhé. Con yêu ơi. Eo mày mũi bẩn này. Mày bù lại nhá. Eo ơi. Eo ơi. Ôi trời ơi. Bẩn ơi là bẩn ấy. Nani. Nani. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món burger, bởi vì là bố Duy là một người rất là thích ăn bánh burger. Và trong những cái ngày như này này thì đây là một cái món mà rất là dễ làm và ăn lại còn rất là ngon nữa và tiện lợi nữa. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút nguyên liệu nhá. Ở đây mình có bánh này, có cái này là cái gì ta, cái này là cái gì? Pate. Ôi trời ơi, cái này là cái pate trời ơi. Nani. Và phô mai thì bò chắc chắn rồi, thêm dưa chuột. Pate vẫn quên được. Đấy. Ok. Tại vì em biết không, pate không có trong thành phần của burger. À, Đậu ơi, con có ăn mì không? Ăn mì không? Ăn mì không? Con chả. Con uống sữa trước nha, xong rồi mình sẽ ăn mì sau nhá. Đây, ống hút của con đây. Giờ thì chúng mình sẽ ăn sáng thôi. Nước cam, mẹ mắm và hai cốc sữa của con Đậu. Mời mọi người. Cẩn thận rớt nước nha. No quá. Ờ, no quá. No quá. Ủa ôi, ủa ôi. Chả uống sữa ông Thọ đâu, mình phải uống hết đó. Ngon. Ừ. Có hơi mặn không? Cái miếng thịt bò hình như hơi mặn, em ăn thấy hơi mặn. Không mặn. Không mặn à? Ừ. Ok. Ui. Ui. Wow. Wow. Bố thua. Bố thua. Đây, còn thắng rồi, còn uống hết rồi. Ui. Đậu. Uống hết, đậu thắng luôn. Ừ đấy, thấy chưa? Đậu quá siêu luôn ấy, uống hết luôn một cốc sữa luôn. Hoan hô con yêu. Đậu ơi, ra đây kéo thảm với bố nào. Bố làm cái lều cho Đậu chơi nào. Đậu ơi. Đậu. Nào, ra đây kéo thảm với bố nào. Đúng rồi, giỏi lắm. Ôi con.
cái gì không? Đậu có biết lắp không con? Con có biết lắp không đậu? Ờ. Rồi, tháo ra nào. Con tháo đầu kia đi. Con cứ bình tĩnh đậu. Nào, cùng bố nè, bố sẽ lắp cho đậu một cái lều thật là đẹp luôn. Ngày xưa á, con bé á, bố cũng thích cái lều này lắm. Bố toàn chơi cái trò chùm chăn rồi kê ghế lên rồi thổi quạt để làm cái lều. Đấy. Rồi. Cẩn thận con nhá. Rồi. Ok đâu nhỉ? Ơi đây là một chiếc lều màu xanh. Rồi, dựng như nào ta? Rồi. Ở đây cũng phải hướng dẫn này. Lều không gỗ. Xếp thành gỗ theo cặp. Rồi. Giống cái cầu vuông. Đây cho cặp. Giống cái gì hả con? Giống cái cầu vuông. Giống cái cầu gì? Cầu vuông này. Nghe nào. Chiếc lều. Cẩn thận nhá. Bố cứ nói đi. Đấy, bố nói đi. Chiếc lều này mình vừa mới đặt ở trên Shopee cách đây vài hôm và là để tranh thủ cho những ngày nghỉ như thế này, mình sẽ tạo cho Đậu một cái không gian riêng để chơi. Giống như các em bé ngày xưa ấy, thời ngày bé mình cũng rất là thích chơi cái trò gọi là xếp lều luôn ấy. Vì ngày xưa ấy, thì khi mà xếp lều ấy, con ơi cẩn thận nha. Mọi người sẽ là như nào? Chùm một cái chăn lên này, kê hai đầu ghế này xong rồi thổi quạt ở giữa, mình rất thích cái trò đấy luôn. Nhưng mà bây giờ thì Đậu thích hơn bố nhiều vì là Đậu được bố mua hẳn cho một cái lều như thế này. Và hôm nay bố sẽ dành thời gian để xếp cái lều này cho Đậu, lắp ghép cái lều này cho Đậu theo hướng dẫn ở trong này. Mà chưa gì con đã mang đồ và nằm rồi. Thế tối nay ngủ đâu? Tối nay vào ngủ với mẹ nhá. Con chỉ ngủ mình là xanh thôi. Ok. đóng cái cửa sổ mà. Thì con tự đóng đi. Có vẻ rất thích thú. Để dậy nhá. Bố con chưa nó đóng cái cửa sổ như này. Và cuối cùng đã xong được cái khung của chiếc lều rồi. Phần trang trí nốt thì sẽ để cho mẹ mắm làm. Đấy và anh Đậu anh đã nằm anh trong này đang tận hưởng cái này. Có tiền không mẹ? Không có tiền để gọi điện được. Con chuẩn lấy cái xanh hơn. Cái chiếc lều này mình mua trên Shopee nha mọi người. Chỉ cần ở nhà thôi, đặt hàng và lại còn được miễn phí vận chuyển nữa. Tuyệt vời. Tên tên. Đây chính là những cái đèn nhấp nháy mà mình đã tận dụng được trong chính ngôi nhà của mình. Để tí nữa mình sẽ trang trí cái lều cho Đậu. Và trước khi mà trang trí cái lều này á, thì mình đang còn một cái hoạt động nữa rất là thú vị. Đấy là bố Duy sẽ ra vẽ cùng Đậu và dạy cho Đậu học nữa. Bởi vì lâu lắm rồi Đậu không được đến trường mà. Không biết cái gì đấy? Không biết NT có nghĩa là gì hả con? Nam thương. Nam thương à? Thank you. Đây bây giờ màu và bút đã bày sẵn ra rồi. Bây giờ thì hai bố con ngồi vào vẽ đi. Để xem là hôm nay bố Duy sẽ vẽ bức tranh gì nào. Nào bây giờ thì hai bố con hãy sáng tác nghệ thuật đi. Bức tranh của mình mang tên là bức tranh phong cảnh cơ bản. Tranh phong cảnh cơ bản là gì? Tranh phong cảnh cơ bản tức là tranh phong cảnh mà mình nhớ là hồi bé mình học mỹ thuật ấy, mình vẫn hay vẽ ngôi nhà này, cái cây này, khu vườn này, con gà này, em bé. Nhưng xong mà đến lúc bố và mẹ. Ờ, đây bố vẽ nha. Đứng đây này, đứng cạnh cái ô tô bố này. Con vẽ con đi, con vẽ con đi xong bố vẽ bố này. Vẽ đi, vẽ đi. Ui, Đậu to thế. Đậu to ngôi nhà à, con. Ui, tay Đậu dài thế. Đậu đang đứng chống tay à? Ui. Ôi. Ui, trông Đậu như thế này à? Không, con chỉ bé xíu như này thôi. Thế Đậu đang làm gì? Đậu đang đứng đây làm gì đấy? Đứng đây để cái xe ô tô, bé xe ô tô bố. À, con đè lên xe ô tô à? Ừ, để con ngồi không? À, con ngồi hẳn lên xe ô tô thế á? Mà sao Đậu lại to hơn cả cái nhà như thế này? Đánh này, đánh.
Rồi ok ok. Bố dạy con phối màu nào, ở đâu? Nào nào nào. Cái tác phẩm này là hãy phải giữ nguyên nhá. Bố phải dạy con là tô màu ở trong cái mái cái kìa. Này, con tô màu ở đấy và không được dây ra ngoài. Các bạn này tô màu con này, cái mái nhà màu gì? Đậu cái ơi. Cái nhà màu xanh. À thế con tô màu xanh mà xem nào. Con tô màu xanh ở mái nhà. Và phải không được ra ngoài, không được ra ngoài. Không đấy. Lên rồi. Đúng rồi. Ôi lem rồi, bố dạy con như thế là lem đi. Không phải, tại vì nó quệt vào trong mấy cái phần đen chưa khô. Rồi, ok. Ok, đây là màu xanh đen. Hoàn thiện rồi. Và bức tranh này mang tên là cuộc sống rực rỡ. Cuộc sống rực rỡ luôn à? Bởi vì là những cái bảng màu ở trong cái bảng màu này không có nhiều, cho nên là bố không có nhiều sự lựa chọn. Bố sẽ vẽ màu trời màu xanh lá cây. Bố sẽ vẽ núi màu hồng để cho nó có một sự khác biệt. Bố màu hồng làm gì? Đâu ơi, đậu ngồi ra đây đi. Bố biến thành màu biến thành màu đâu rồi? Đúng rồi. Đậu ngồi ra đây đi đậu. Đậu, đậu ơi. Ngồi ra bên nào? Ngồi sang bên bố này. Để con đi. Ngồi sang đây xem bố vẽ cho con cái ngôi nhà bố tô con màu xanh như này. Đấy. Đâu màu xanh đâu? Chàng này cũng mất thời gian của mình đấy. Nào. Bây giờ con tập vẽ tạm ra đây đi. Cho bố vẽ xong rồi. Bố vẽ xong rồi. Đến rồi con. Với tác phẩm tranh góp của mẹ mắm đã được hoàn thiện có vẻ như là cũng được đến 70% rồi nhỉ? Khiếp, 70% quá nhiều. Anh đánh giá cao em vậy. Ý là đã gần vẽ xong 70% chứ không phải là em copy được 70%. Đây, còn bức tranh của bố Huy đây. Bức tranh này có tên là mang tên là cuộc sống nhiệm màu, cuộc sống sắc màu. Bởi vì là bảng màu vẽ nó cũng chỉ có nhiêu đây màu thôi mà bố Duy không có nhiều lựa chọn nên bố Duy quyết định là vẽ cái trời màu xanh lucky này. Còn cái núi thì lại màu hồng này. Cái phần này tự nhiên có một chút màu xanh chẳng qua là do đậu vẽ vào nên bố tô ra trông cho nó đỡ bị hỏng. Đây, còn đây là đậu vẽ bản thân mình đang ngồi lên ô tô và to hơn cả cái nhà. Đó, xong chưa nào? Mình thật là có tài nhái tranh. Thế nào, em tranh nhái của bạn này. Wow. 99.9% luôn. 99%. Được, trông cũng có vẻ như là đại danh họa đấy. Okay. Vậy là bọn mình đã hoàn thành xong hai bức tranh. Bức tranh này thì mình copy, mọi người cũng biết rồi đúng không? Và đây là bức tranh mà bố Di đã sáng tạo ra. Đây là thế giới quan của bố Di đây, ngọn núi màu hồng đây. Con chim màu tím à? Chim màu tím. Ừ. Đấy thì ở nhà khi mà rảnh ấy thì mọi người có thể ở nhà vẽ tranh cùng nhau này. Cái này kiểu như sáng tác nghệ thuật ấy, giúp cho mình được năng động hơn này, cũng như là thư giãn hơn này. Thì nói chung là cả hai bọn mình chẳng có ai là vẽ đẹp hết, nhưng mà mỗi khi vẽ tranh xong thì cũng thấy rất là vui, kiểu thư giãn ấy. Lần sau thì mình sẽ không copy tranh nữa mà mình sẽ vẽ tranh theo ý của mình. Bây giờ thì hai bố con Đậu sẽ học cùng nhau. Con này là con ruồi xanh to đấy, có mắt con ruồi xanh to không này? Sao con ruồi nhiều lông thế nhỉ? Này, đậu đọc tác dụng của ruồi xem nào. Chân dít. Ui rồi, nó có cái mắt đỏ nè. Sợ nhờ, con ruồi mất vệ sinh quá. Yêu ơi, con ruồi hôm nay nó vừa bao lên đầu của đậu nhớ. Sáng nay có con ruồi bay lên đầu con ấy. Đây là cái gì? Trái tim. Đúng, trái tim. Trái tim là nằm ở bên trái này. Trái tim nằm ở bên trái của ngực này. Con áp tai vào ngực bố con nghe, con sẽ thấy tiếng tim đập này. Đấy, nghe thấy không? Đấy. Đấy. Ok. Quá con đi đấy. Đây là ông Sumo. Ông Sumo. Cơ quan nào lớn nhất trên cơ thể người? Sumo. Đấy, những cái thời gian này thì các bé là luôn luôn ở nhà cùng bố mẹ, chứ không như là những cái ngày bình thường. Ngày bình thường thì các bé là luôn là đi học từ sáng thì đến chiều về, ra bố mẹ đón về cho sinh hoạt cùng gia đình. Bởi vậy là cái quãng thời gian của các bé ở nhà rất là nhiều, và các bé cũng sẽ rất là buồn khi mà không được đến lớp, không được đến trường, không có gặp bạn bè giao lưu gì cả. Cho nên là thường xuyên là kêu ơi bố ơi con chán lắm. Nên ra là bố mẹ luôn luôn phải là dành thời gian ra cho bé nhiều hơn này, và nghĩ ra xem những cái trò chơi để cho con ở nhà con đỡ bị buồn, thay vì là cứ để cho con xem tivi suốt ngày đúng không? Thì mình sẽ vẽ với nhau này, rồi mình học bài cùng nhau này. Này, tí nữa mình ra bàn kia
mình học chữ nhá. Đấy mọi người ạ, đây là một trong những cuốn sách mà mẹ Mắm mua cho Đậu. Đây mẹ Mắm mua cho Đậu ba cuốn sách liền: lịch sử loài người này, sách khoa động vật này, rồi cơ thể người này. Những quyển sách này rất là bổ ích và thú vị, bởi vì là khi mà mình đọc cho bé thì bé có thể hiểu hơn được về cơ thể của mình, để biết cách để luôn luôn chăm sóc và bảo vệ cơ thể của mình này. Rồi tìm hiểu về lịch sử này, rồi như là tìm hiểu về thế giới động vật, để con có cái nguồn kiến thức hiểu nhiều hơn về tất cả những thứ xung quanh mình. Mẹ em mua cho con nhiều cuốn sách chứ đâu có chỉ 3 cuốn đâu. Đây là 3 cuốn mà thôi, và trong kia rất là nhiều thứ. Nhưng mà mỗi ngày mình sẽ đọc một ít, mỗi ngày mình sẽ đọc một cuốn. Ok, thế bây giờ thì nhân tiện đang nói về sách thì mình cũng sẽ cho mọi người tham quan một cái hoạt động nữa của mình, và một cái góc nhỏ của mình có chứa cũng một chút sách nhá. Bây giờ thì mình sẽ để cho bố con Đậu chơi ở đây và mình sẽ sang bên phòng của mình. Đây, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái góc nhỏ xinh của mình, cái góc trong nhà mà mình rất là yêu thích, góc của riêng mình. Tất nhiên là trước khi mà quay thì mình cũng có dọn rồi, mình cũng dọn qua rồi, nhưng mà cơ bản thì nó vẫn là như này. Đấy, thì mọi người có thể nhìn qua và thấy rằng đây là một cô gái rất là cute đúng không? Oh my god! Wow! Và mình rất là thích sưu tầm những cái thứ nhỏ xinh như này này, cũng như là ở đây thì đây là những cái để bút nhá, bút này, bút dạ này, bút nhũ này, bút màu, các loại bút để trong công việc của mình ghi chép các thứ nữa. Còn đây là một cái hộp để gọi là ghim và gắp lại những cái giấy tờ. Đấy, rất là xinh luôn, vì mình mua nó vì nó màu hồng. Còn đây là hôm đi uống cà phê Starbucks, mình mua một cái cốc ở đấy và mình thấy là cái hộp của nó rất là đẹp, cho nên là mình cũng tận dụng lại để làm, để đựng những cái thứ linh tinh. Và đây là những cái thứ đồ mà gọi là mình cũng hay thích trang trí này, vẽ vời linh tinh này. Đấy, cho nên là mua những cái thứ này để mà ở nhà tuyệt vời. Đây, cái này mua của mẹ Xoài đấy. Đây mọi người có thể thấy là có hai cái này đúng không? Hai cái này là hai cái mà mình tập để những cái giấy tờ, cũng như là những cái giấy tờ quan trọng cá nhân của mình. Đấy, còn ở đây chính là hai quyển note. Hai quyển này là để mình ghi những cái công việc hàng ngày của mình này, cũng như là mình ghi những cái mục tiêu mà mình muốn thực hiện nó hay như nào thì mình sẽ ghi vào đây. Tuy nhiên là hai cái này thì mình chưa có ghi lần nào hết, mà mình đang ghi vào một cái bảng khác. Đây là cái mà để đọc sách, cái giá để đọc sách. Đấy, mình có thể để cuốn sách lên đây nha. Ví dụ cái này nha, thì mình ngồi đọc sách ở đây này, mình có thể để nó lên đây để nó giữ cho mình. Đấy, thì không cần phải giữ tay nữa. Đấy, có thể đọc như thế. À, mình giới thiệu luôn cho mọi người cái góc mình cũng có một cái góc sách bé bé ở đây, ở chỗ này. Đây là những cái quyển sách mà mình đã mua và mình cất ở đây. Đây là một cái gọi là bộ sưu tập bé nhỏ của mình. Và đây là những cái quyển sách mà mình mua không có theo một cái gu nào nhất định hết, mà mình thích thì mình mua thôi. Đấy, và những cái ngày rảnh như này này, ở nhà thì có thể lấy sách ra đọc, rồi thắp một chút nến ngồi ở đây, rồi có thể nhìn ra ngoài mộng mơ, thì nó cũng là những cái khoảnh khắc rất là hay và có ích. Và khi đọc sách thì mình không những là biết thêm được nhiều kiến thức, mà nó còn giúp cho cái tâm hồn của mình nó suy nghĩ tích cực hơn nữa, và có những cái câu nói cũng như là cái rất là truyền cảm hứng trong sách khi mà chúng ta đọc sách. Đây thì là cái bàn làm việc, nên là có một cái bức một cái câu nói rất là hay. Nhưng mà cái này thì là không phải mình mua, mà là bạn anh Duy, cũng là bạn anh Duy tặng cho từ rất lâu rồi, nhưng mà mình thấy là ok, nó rất là hay, truyền động lực cho mình trong công việc, cho nên là mình giữ lại và để ở đây. Đấy, đằng sau này thì có một cái này đây, thì mình cũng chia sẻ mọi người là mình rất là hay thích bóc lịch và xé lịch đúng không? Cái này thì là do mình nghĩ là do ảnh hưởng từ gia đình nữa, cho nên là bây giờ mình vẫn mua những cái quyển lịch truyền thống này và mình bóc. Thì đây là những cái bảng mà mình những cái tờ giấy có ghi những cái câu nói chung là truyền động lực trong cuộc sống, truyền cảm hứng thì mình thấy hay thì mình sẽ ghim vào đây. Đấy, ví dụ như cái câu này, nó luôn nhắc nhở mình phải tiết kiệm, bởi vì là mình cũng hay tiêu xài không. Đấy, đó là những cái rất là có ý nghĩa và mình rất là yêu cái góc này. Còn ở dưới này, đây còn một thứ nữa, đấy chính là cái bảng này. Lý do vì sao mà mình chưa ghi hai quyển này là vì mình hay lấy những tiếng bút dạ này này, và mình ghi ra đây có công việc gì thì mình cũng đều ghi ra cái bảng này hết. Bình thường thì nó kín mít luôn, nếu mà có công việc là sẽ ghi ra để nhớ, mình trí óc của mình cũng không có được gọi là minh mẫn cho lắm, hay quên, cho nên là phải ghi vào thì công việc của mình nó sẽ hoàn thành. Đấy, ngày bình thường thì nó rất là nhiều chữ, nhưng mà bây giờ thì chẳng có việc gì cả nên nó không có chữ gì hết. Còn ở cái chỗ này thì có cái máy chiếu này, để khi nào mà thích xem phim thư giãn thì mình bật máy chiếu lên để xem phim chiếu vào cái bức tường này. Ok, đây là cái góc thân yêu của tôi. Thank you.
hân hoan. Các bạn ạ, ở nhà nhiều cũng có ích đấy. Vì chiếc đàn này gần một năm rồi mình chưa sờ tới nó, chắc là nó buồn lắm. Nhưng thôi, không sao, anh đây rồi. Đấy, các bạn nhìn này, nó còn bị phủ bụi nữa. Kể ra thì lâu lắm rồi mới sờ vào. May mà vẫn còn đánh được một bài. I love you. No, I love you. Đấy, mẹ mắm đang trang trí đèn nốt cho cái lều của Đậu. Cái tiếng gì đây? Trong lúc trang trí thì ngồi về chả có ai nói chuyện thì nghe YouTube, nghe tiếng Anh một tí. Mà học tiếng Anh à? Trong những lúc rảnh rỗi ở nhà, cái tiếng Anh này cũng rất là hay đấy, mình hay bật để nghe trước khi đi ngủ ấy. Thì mọi người có thể lên YouTube và search là học tiếng Anh khi đi ngủ, trước khi đi ngủ. Thì cái này rất là dễ hiểu mà lại còn việt sắc cho mình nữa. Cho nên là cái này cũng rất có ích khi mà mình đang làm một cái thứ việc gì đấy mà cảm thấy buồn ấy, muốn có nghe một cái gì hoặc ấy thì mình có thể lên đây để xem. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái lều của Đậu rồi. Mấy cái này thì mình dán băng dính ở trên ấy, nhưng mà lỏng quá nên là nó tuột ra rồi, nhưng mà không sao hết, vẫn đẹp. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem nhá. À đây, chúng mình sẽ đi vào đây để xem trước khi Đậu nó vào và phá nát cái này. Mình tin là nó sẽ quậy nát luôn. Đây, thì ở đây là chỗ dựa cho Đậu và những cái thú bông đáng yêu của Đậu. Thì mình sẽ bày ở đây, cũng đơn giản thôi, cũng không có gì cầu kỳ lắm đâu. Ở đây một không gian rất ấm để cho Đậu. Đấy, đấy, nó đang gõ cửa rồi, bố cho nó vào đi. Đây là thảm lông cho mềm ấm này. Đấy, bố mẹ là cứ thích tạo bất ngờ để xem bây giờ như nào. Chả bất ngờ quái gì. Tèng tèng. Hello. Nè, Lêu đọc nghe đâu, nhìn vào trong lều đi mẹ vừa. Hello. Bất ngờ chưa? Trà đẹp. Đúng, có đẹp không? Trà đẹp. Tèng tèng. Ủa, cái chân đâu? À, có chăn á, thì mang chăn vào. Con tự chạy ra lấy chăn đi nào, chạy ra lấy chăn ở ngoài kia đi, vào đi ngủ luôn con. Đâu, chưa vào được. Đẹp không? Hỏi lần cuối này có đẹp không? Ê, bố ơi, đây là cái đậu nhé. Bố đắp trong này với đậu. Tối nay hai bố con mình ngủ đây nhé, xong bố đắp sách cho đậu này. Không biết, cô Thịnh ơi, con không cần đâu. À, thế thì đọc cái khác. Đây, xong. Thế quyển, quyển động vật nhá. Xong đẹp bách quá. Ừ, bách quá động vật. À, hôm nay chúng ta sẽ học về con bò sát. Bò sát lưỡng cư. Bố ơi, bố. Ở trong đây thì làm sao gặp được vì đèn nháy. Bố bảo con ra lấy chăn để vào đi ngủ luôn à. Ừ, thôi, Đậu ơi, có thích ngủ trong lều không? Đi vào lấy chăn để cả nhà mình cùng ngủ ở đây nào. Đi. Mẹ phải bật đèn. Ừ. Đèn cho nó sáng. Rồi. Đậu ơi, chúc Đậu yêu ngủ ngon nhá. Con chúc mẹ ngủ ngon chưa? Mẹ ngủ ngon à. Nhìn mẹ nào, hôn mẹ nào. Ok, bye bye. Bye bye. Vậy là cuối cùng thì Đậu cũng đã đi ngủ say giấc trong chiếc lều mà bố Duy mẹ mắm vừa mới đã làm xong cho Đậu rồi. Và bọn mình xin kết thúc các cái hoạt động của ngày hôm nay tại đây. Và đúc kết lại cái vlog này thì mình mong rằng là mọi người cũng như là bản thân mình này sẽ chấp hành tốt cái việc là ở nhà và hạn chế đi lại ra ngoài đường. Bởi vì như thế không những tốt cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho cả cộng đồng của chúng ta nữa. Và mình tin rằng đây sẽ là cái thời gian cực kỳ quý báu để mọi người có thể ở nhà này rèn luyện bản thân cũng như ép năm lại bản thân để khi trở lại chúng ta là những cái con người mà tràn đầy năng lượng nhất luôn. Và các bạn ơi, hãy đừng quên là Shopee đang có chương trình ở nhà không khó có Shopee với giá bình ổn và 3 khung giờ siêu flash sale và đặc biệt là miễn phí vận chuyển nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và chúng mình cùng đọc ở nhà không khó có Shopee. Xem thực tình bí kíp ở nhà không khó cùng Shopee và trở thành phiên bản tuyệt vời hơn của bản thân. Hãy trở lại Shopee.